là Mr. Quang Tào. Ha ha ha, hay đâu quá ba hoa, tao đang ở trong phòng thu, đừng có phá tao nha. Oh my gang như một phá AK, những ngày tháng tao đang ngoài kia mà không hề biết đâu ra. Tự hỏi đây sao mà đang đây này, bông tiết tại sao mà đang đây này. Chắp chắp yes em như là cây cây, chớp chớp nhạc căng cho mày bay bay. Vè vè thổi thổi cho nó ngay ngay, đậu lạnh đôi khi chứ có lung lay. Bản vàng ra bài lớn tung bay, không biết giờ bắt đầu ngay trong hôm nay. Mưa lớn dữ trời. À, nó tới một chuyện luôn á. Ngồi trong đây mà nghe mưa luôn á, tới cục cức thiệt chứ. Đúng là cái ngày mà tôi về Hà Nội là má mưa, phải gọi là mưa ngập hết cái Hà Nội. Quỷ ghê, quỷ ghê. Tới công chuyện thiệt chứ. À không, đi ăn với thầy U Điếp á, có đi ăn anh em ơi, nhưng mà tại vì tháng này tôi cũng hay bận á, nên là tôi bây giờ tôi phải stream luôn. Đấy, anh em biết là tháng này là vướng vào cái tháng mà sửa nhà của tôi á, thì bên ở bên thiết kế với lại bên mà thi công nhà cho tôi là người ta bảo là nhà của tôi là khoảng tầm 25, 26 tháng này là xong. Thì tôi sợ thiếu chỉ tiêu á, nên là bây giờ mặc dù là đi chơi về là mệt vãi nhá, nhưng mà vẫn stream đấy, để mà đủ ngày anh em à. 25 này tôi xin phép anh em là nghỉ tầm 5 ngày để mà tôi chuyển qua nhà mới. 5 ngày hoặc 4 ngày tôi chuyển qua nhà mới. Cái thứ nhất là qua bển đây tôi quay vlog. Đấy, qua quay vlog giới thiệu nhà mới cho anh em này. Xong là đón vợ con ra đây này, có mẹ vợ tôi ra nữa, mẹ tôi ra nữa, rất là bùng nổ nè. Mà tháng này thật sự là rất là bùng nổ luôn các cậu à. Đấy, xong là còn lắp stream hai máy nữa. Đấy, thì anh Độ qua, anh Độ sẽ lắp stream hai máy cho tôi, anh Độ hứa rồi. Anh Độ bảo là thôi tăng gia nhà mày anh cũng chả biết tặng gì cả, thôi anh tặng cho mày cái lắp bộ stream hai máy. Đấy, qua là hợp lý luôn, lắp stream hai máy xong là còn test mạng các thứ rồi nữa, coi nó có ổn hay không anh em à. Tại vì là thường là chuyển qua cái chỗ ở mới ấy là mạng mũng các thứ đủ như cứt ấy, nên là mất cũng phải tầm 1 đến 2 ngày để mà test mạng các thứ nó có ngon hay là không đó. Nếu mà ngon ấy thì mình livestream bình thường, còn nếu mà không ngon ấy thì tôi phải tìm một cái phương án khác, tìm gọi là sử dụng cái mạng khác anh em à. Có ông anh đáng đồng tiền bắt gạo á, trời ơi gì nữa má. Tôi nói rồi, giống như hôm mà đi Hạ Long anh em tâm sự với nhau, tưởng kiếp trước anh em mà đi bộ đội chung với nhau. Kiếp trước chắc là anh Độ là tướng, còn tôi chắc là má kiểu cũng nằm trong chỉ huy trưởng là trời ơi cái gì đấy, kiểu vậy đó. Còn thầy là kiểu má là bay từ chúa đấy, kiểu vậy đó anh em. Mà kiếp trước thì chắc đi lính chung với nhau quý mự. Có quay mà quay, nhưng mà nói thật với anh em là tại vì tôi chưa bao giờ tôi được đi Hạ Long ấy. Tôi nghĩ là đi Hạ Long mà chắc là cũng có nhiều cái chơi đó, cũng có nhiều cái quay á, nhưng mà sai lầm. Tại vì đi Hạ Long, nói thật với anh em, mà đi Hạ Long mình 2 ngày 3D, ấy không, mà 3N với lại 2D ở trên tàu á, là mình chỉ gọi là ăn uống nghỉ dưỡng thôi, chứ thật sự là không có được trải nghiệm gì nhiều cả anh em à. Đấy, nên là cũng không có nhiều cảnh quay cho anh em xem đâu. Tôi ấn tượng là 2 ngày nay trong đầu tôi là, tôi ấn tượng là đừng ngồi kế theo nếp. Tại vì ngồi kế theo nếp lỗ. Không có lần xét đánh nhưng mà chết rồi. Thôi, không, trời đánh chắc cũng tránh cái giờ stream anh em nhờ. Trời đánh chắc cũng tránh cái giờ stream, không sao đâu, không sao đâu. Đấy, má bây giờ mà có lần bị xét đánh mà không chết thử coi. Quải à. Đúng. Không, trời đánh chắc trời đánh tránh ngay cái giờ stream, không sao đâu anh em ơi, không sao đâu. Vợ anh về chứ, vợ tôi chưa về anh em ơi, vợ tôi bên cặp phòng bên cạnh này, sáng nay mới về. Sáng nay là 5-6 giờ sáng là tôi mới đưa vợ tôi ra sân bay, xong là về lại Sài Gòn để mà chăm thằng boy nữa. Trời đất ơi. Đó, tôi hỏi kỹ rồi, tôi hỏi là em ơi có đi Hạ Long với anh không? Đi. Đi đi đi. Ừ đi. Xong là lên thuyền là nhớ thằng boy quá. Nhớ thằng boy quá. Đó, mà khóc nữa. Hồi trưa là mẹ vợ tôi là gửi hình thằng boy nó nằm nó chơi á. Mặc dù nó không bị gì cả nhưng mà vợ tôi khóc. Nhớ cho biết cảm giác nhớ con anh em. Mà đi mới có đi có 3 ngày thôi đó, mới đi có 3 ngày thôi mà đã khóc rồi, không hiểu luôn. Trời đất ơi, người ta đẻ ra xong rồi người ta sẽ chết các thứ đồ, cần phải đi gọi là đi chơi như thế này người ta sẽ xả chết đúng không anh em. Chưa gì hết là vợ tôi khóc con mẹ nó rồi. Tối nay là hôm nay mới là ngày sinh nhật của thầy nè, nhưng mà hôm qua là anh em ở trên thuyền là làm sinh nhật cho thầy U Nếp luôn rồi. Thật sự là hôm nay là mới là sinh nhật của thầy nè. Đó là tối nay mà thầy U Nếp có stream á, anh em nhớ xem stream của thầy. Đó, mình xem thôi chứ mình đừng có donate chúc mừng sinh nhật thầy chứ gì cho thầy nha. Thầy giàu lắm anh em. Dạo này thầy giàu lắm nên là anh em mà xem là chúc mừng thầy là thầy vui rồi. Đừng có donate kim cương, là donate qua cái cổng nào hết trơn á, thầy giàu lắm anh em à. Donate làm chi? Anh em hiểu không?
đó, nhà thầy là quá mà nguyên cái dãy phòng trọ ở Mỹ Đình mà, anh em đừng có donate cho thầy làm gì á, vô chúc mừng sinh nhật thầy thôi là thầy vui rồi nhá anh em. Ừ, tối nay chắc là khoảng 11:30-12 giờ gì đó là thầy stream. Ơi giời ơi đấy, nên là thứ sáu nó mới lại stream, thì tối nay là anh em biết là không ai stream hết, là tôi nghĩ chắc là thầy Onip về stream khiều donate của anh em á, đó là anh em phải tỉnh nha, anh em mình lớn rồi đấy, anh em mình lớn rồi biết là vào Nemo xem các thứ rồi thì anh em phải tỉnh đó, đừng có để cho thầy Onip khiều nha anh em. Đấy, mình mà để cho thầy Onip khiều khiều chúc mừng sinh nhật là dở rồi, mình phải tỉnh nha anh em, mình lớn rồi mình phải tỉnh nha. Ừ. Tưởng làm sinh nhật cho thầy trên thuyền luôn á, thì làm rồi, làm hôm qua rồi, nhưng mà thề sinh nhật của thầy mà thầy không nhậu, không nhậu này, không hát này, đấy buồn vãi, thề đúng không, sinh nhật là mình phải nhậu phải hát gì trên thuyền đúng không, sinh nhật của thầy là thầy không nhậu đấy đó, không nhậu mà cũng má mà không hát luôn, quá buồn luôn, thề tưởng mất Robro rồi, nhưng mà không có vlog á, chuyện nó dài lắm anh em ơi, bây giờ anh em muốn nghe cái đoạn nào này tôi kể cho anh em nghe. Nhưng mà hai ngày hôm nay là tôi rất là ám ảnh khi ngồi kế thầy Unip, tại vì ngồi kế thầy Unip, thầy Unip ăn nhiều quá lỗ đó, tôi nên là mỗi lần bây giờ mình lên nhà hàng mà ăn, mà tới cái tiệc bữa ăn á là tôi phải ngồi cái chỗ khác tôi ăn, chứ mà ngồi kế thầy Unip ăn lỗ quá không chịu được anh em à. Đấy, thầy ăn nhiều quá đó, lỗ quá lỗ luôn, nên là đó, nên là tôi phải di chuyển cái chỗ khác. Mấy ông thấy đi, và mình thêm thằng tài bá địch nữa, ngồi chung một mâm đúng không, đầu kia là quỷ dữ, quỷ dữ đến từ của Mỹ Đình, mà ở đây là cuối hoàng cũng quỷ dữ đến từ Mỹ Đình. Thầy Unip là ăn là 5 bát cơm, thằng tài bá địch đó, thằng tài bá địch là nó ăn là 7 bát mỗi bữa nha anh em, mỗi bữa nha đó, mỗi bữa là thầy là ăn 5-6 bát, còn thằng tài nó ăn là 7-8 bát, ăn như vậy mới no anh em, mà chứ ăn bình thường nó không có no. Cảm ơn Sasuketa nha, cảm ơn rất nhiều nha. Đó, ăn quỷ diệt thiệt chứ. Hơi trời ơi, đấy đấy, mà thầy nha, thầy đúng điêu luôn, cái này là tôi để ý rồi nha, bây giờ tôi mới dám kể nè. Đấy, thầy nha, thầy không có kêu nước. Cái này là tôi để ý nè, tôi biết anh Quang không dám nói, nhưng mà để tôi nói. Thầy anh Quang ra trước, anh Quang kêu hai ly nước cam. Xong rồi thầy ra sau, thầy cũng kêu nước cam, nhưng mà hình như là cái anh bán nước cam là anh không có nghe sao á. Anh không có nghe sao quá anh em à. Xong là người ta bưng ra hai ly nước cam cho anh Quang, xong rồi thầy bảo ê, hồi nãy là tao xuống là tao kêu nước cam trước rồi, tao kêu nước cam trước rồi. Gì trời, tôi ngồi tôi chứng kiến, tôi thấy anh Quang kêu hai ly nước cam trước, thầy chưa có kêu, mà xong rồi thầy xuống thầy dành ly nước cam luôn anh em à. Thầy nha, con bắt quả tang nha. Nhưng mà lúc đó thật sự là con nói ra con sợ thầy kiểu là bị ấy thôi, nên là con không nói ra thôi. Thầy nhá, rút kinh nghiệm sâu sắc cho thầy, rút kinh nghiệm sâu sắc cho thầy, chưa kêu mà thầy bảo thì kêu rồi. Trời đất ơi, ảo rồi đấy. Sẵn rồi tôi cho anh em đây, đấy hình đi đây, hình đi Hạ Long đấy. Ôi trời ơi, như thế nào quá nhờ, hình đi Hạ Long đây. Nếu cuộc đời này còn ai xinh hơn em nữa, chắc chỉ có thể là con gái của hai ta. Chết liền. Quá, mày lớp 9 mà làm được cái quả văn như thế này là quá đỉnh bô à. Mày số 1, mày 10 điểm. Quá, mày lớp 9 mà làm cái quả văn như thế này làm sao mà chịu nổi được đúng không? Làm sao mà chịu nổi được bé ơi? Ơi giời ơi. Ơi công chuyện thật. À quên. Đây. Đó, với lại là tôi đi Hạ Long lần này là tôi cũng quay được một cái clip cũng gọi là vui vui á, đấy. Tôi từng phá bố mẹ 5.000 tỷ, bây giờ tôi kiếm 10.000 tỷ mỗi ngày. Chiến lược. Lỡ rồi, quá mà cho anh em xem tôi quay thầy luôn, thầy buồn cười vãi. Mấy ông à, mà anh em mình nhớ là xem một tí thôi nha. Thầy đúng kiểu, hôm nay thầy tự nhận rồi nhá. 3, 2, 1 ra thầy ơi. Tôi từng mở hò phá 5.000 tỷ của bố mẹ. 3, 2, 1 ra thầy ơi. Tôi từng mở hò phá 5.000 tỷ của bố mẹ. Lùa gà vãi. Anh còn giới thiệu thôi. Thật ra thì nói không phải, chứ mình có đất thôi. Tùy giờ sao cái này có tiền anh. Cái này á? Nó giá trị tương đương mà rơi vào tầm cái này bao nhiêu hết nhỉ? 16 tỷ. Nói với anh em là hôm qua là tôi đi mưa to thế rồi. Vá.
Mưa, tôi mưa to như thế này, sấm chớp như thế này, nó vào, nó lọt vào mic làm sao mà tôi nói chuyện được nhờ. Mưa hơi to đấy, mưa bé lại tí nhá, hơi bực rồi đấy. Mưa hơi to đó anh em ạ. Má mày, ý là qua một lớp kính mà tôi còn nghe luôn á. Mặt to vãi thầy. Đấy thì nói thật với anh em là hôm qua đi xuống Hạ Long, hôm qua đi xuống Hạ Long thì anh em biết là tôi gặp một cái anh sale. Thì anh bảo là cái khu này là khu mới xây trong khoảng tầm 2-3 năm nay thôi, mà chưa có một cái người nào mua cả, thì đang gạ tôi với lại anh Độ cái thứ đồ là mua cái chỗ này đi. Đó, cái chỗ này là đang giao bán là 16 tỏi, nhưng mà anh em tôi mua là 10 tỏi thôi. Lâu lâu rồi xuống đây chơi có chỗ ở cái thứ đồ đó chiêu chiêu. Đấy, 16 tỷ. Ở giấy tờ là như thế nào anh? À giấy tờ thì là mình sổ hồng đấy nhá. Ờ sổ hồng, sổ hồng. Nhưng mà sổ mình là Vĩnh Viễn. À dạ dạ. Tờ giấy trắng đó xong mình. À thường thì em nghe mấy cái tranh này là cái sổ mình sử dụng được 55 năm thôi đúng không? À, vâng đúng rồi. À cái này diễn diễn luôn á. Sổ hồng thì mình được cầm Vĩnh Viễn. Còn giá trị sử dụng chỉ được 55 năm. Mỏm. Dạ. Đúng bạn khôi mỏm thì chứ. À cái này thì tùy theo nhu cầu đó. Có nhiều người đứng tên cả bồ người yêu. Đấy, để mà khu này đẹp nha. Và khu này nói thật với anh em nhé, khu này đẹp mà nó to vãi liền đấy, nhưng mà chả có ai ở cả. Ờ không có ai ở, không có một ai luôn, mà nhà mà bỏ giết mà anh em biết là nó đất nó lên, cỏ nó lên mà ấy luôn á. Sao người ta xây xong người ta không ở ta, hay là đắt quá nhờ, đắt quá nhờ, không mua được đúng không, hơi đắt thì phải, hay là địch mà làm talk show mẹ luôn cho rồi nhờ. Còn gì hay hay cho mấy ông xem ơi. Đấy mà tôi đi Hạ Long về tôi cũng bị sình bụng luôn rồi anh em ơi. Thầy Kiên có trách nhiệm như cái thai của em. Đấy, má mà tôi đi Hạ Long về tôi có đi Hà Long về tôi có bầu luôn rồi. Thầy Kiên có trách nhiệm như cái thai của em. Luôn đi cho nóng á, nhưng mà tôi quay ít lắm. Tại vì nói thật với anh em mà đi cũng nghỉ dưỡng không à. Đi cũng nghỉ dưỡng không à. Đấy. Và lúc này tôi lúc này tôi với Trân Mập ra cái đầu tàu ấy, đang định quanh quay cái clip mà ôm nhau xong nắm tay nhau thả vào hòn. Where we go to my suy tiểu là Titanic đó anh em, Titanic đấy. Cái này là anh Bill quay cho tôi nè. Ơ kìa béo gì cái chân bên. Bình thường ý mự béo cái gì á nhờ. Đây nè. Quỷ nào quỷ nè. Quay giùm em cái. Em đứng đây quay. Ủa má clip tôi hát bài Magamin nó mất tiêu rồi trời. Không ai quay cho tôi lại chơi vậy. À anh khôi dữ. Tôi là má tôi trình bày một ca khúc rồi là Magamin tặng cho thầy Onip luôn. Ấy giời nhu nhi nè cu te chưa. Ấy dễ thương chưa mấy ông. Dễ thương chưa, nhưng mà tiếc là lần này là không có thằng boy đi chung ấy, cũng hơi tiếc anh em à. Phải có thằng bói bòi bôi đi chung là quá đã luôn rồi. Nhưng mà thằng bôi nó chưa làm ca xanh trong, nó chưa có đi được. Nhu Nhi á. Nhu Nhi anh em mà tay. Mà mày thề mà. Thế cục cức thì chứ giật mình luôn á. Trời ơi. Sao Hà Nội hôm nay mưa to hết giờ, mấy ông có nghe không? Mong có nghe quả sấm luôn. Cô mà quả sấm to quá. Thề, tưởng má mày tho xuống chơi không à, đây. Nghe không, mong nghe không? Mà, quả sấm to quá. Thề, đây. Tôi vô tình tôi đi mà Hạ Long tôi gặp cái hang của em U này, với lại Navi. Hang của Navi này, Liverpool nữa. Tiên, tiên, tiên. Anh có quay anh không? Đấy. Tôi kêu Trang Mập quay lại cho anh em về xem. Tí lên chụp hình cho. Tí chụp hình bikini cho. Thôi. Đây đây này, tôi lúc này tôi chọc bông mai phải. Đó, vô hang này. Từ từ nha. Trong boy xem. Giống như mẹ đi chơi mẹ hay chụp hình đấy. Đấy, mà đẹp lắm anh em ơi, không để ngày mai thoát show nha. Hôm nay tôi không có bùng nổ lắm. Ủa cái này có phải cúi đầu không? Có phải cúi đầu mà anh? Đúng á. Mà thề cái thiền cây dắt của người ta ấy. Má người ta bơi nhanh tại vì hai người với lại bơi đỡ mệt. Còn tôi đi chung với vợ tôi là vợ tôi cứ tầm điện thoại quay không à. Tôi
Má mà tụi bây chết mẹ luôn. Mà không lẽ giờ vợ mình rồi mình phải nhịn vợ mà đúng không em? Không lẽ bây giờ nói à em ơi em bơi bơi tiếp anh được không, anh bơi mệt chết mẹ luôn à. Đó, em cứ cầm cái điện thoại em làm cái gì hoài luôn à. Đó đúng không? Trong khi má mà chồng bơi chồng mệt chết luôn. Đó, mệt muốn chết luôn mà không có bơi giùm miếng nào hết trơn á. Rồi mới cầm điện thoại làm cái gì hoài. Quay cho tôi, quay cho tôi. Đúng rồi, điện thoại luôn á. Đấy, hàng của em bu nè em ơi. Ủa, clip của hàng em bu đâu mất tiêu ta. Ơ kìa, cái này là cái hình rồi bà. Đó, không nghe gì cả. Đó, rồi. Đẹp chưa? Dưới đây có mỗi thuyền. Mỗi thuyền mình là sao anh? Dưới đây có mỗi thuyền. Mày ổn không bây giờ? Không ổn thì thôi chắc up stream mình gặp lại anh em ngày mai rồi thế. Không ổn mấy nào quá nhừ. Quả là cái quả sấm này nó còn to hơn quả sấm hồi nãy nữa. Thấy công chuyện được chứ. Trời đất ơi. Mà ổng nghe to đấy nhờ. Chết mẹ rồi, mưa như thế này là kiểu gì tí nữa Hà Nội cũng ngập luôn anh em à. Không được không được không được, mình phải xem tiếp thôi. Kìa. Còn nhiều cái vui lắm. Nhiều đây là đây nè. Bản tử. Bản tử không anh em? Wow, we go to my tree. Cậu chip già. Cậu chip già anh em ạ. Đấy, cậu chip già. Úi giời ơi, tuyệt vời nha. Cổ lên chứ. Cho anh em xem hình cũng được. Bén chưa? Vợ tôi nghe, mấy ông thấy không? Má mà tôi chụp hình cho vợ tôi xuất sắc như thế này cơ mà. Chân là má chân 1m85 trở lên. Chưa, tôi chụp hình cho vợ tôi đẹp như thế này mà vợ tôi chụp lại chán phải liền thề xấu quá. Nó chụp đẹp như thế này cơ mà. Ấy giời ơi. Bén đây nè. Tấm hình mà ăn tiền là tấm hình này nè bé ơi. Ôi giời, tuyệt vời. À có nhiều anh em hỏi là tại sao má Ly đi Hạ Long lần này là không thấy Di nhỏ đi. Thì má sao Di nhỏ nó đi được hả anh em? Ấy sao Di nhỏ mà đi được? Linh có con Linh đi sao Di nó đi được? Hai đứa không đội trời chung rồi, giống như chuyện của tôi với thầy Unip vậy đó. Bây giờ là phải có một trong hai, là một người ở nhà người kia mới đi được anh em ạ. À. Không đội trời chung rồi. Có người hỏi hồi nãy, có người hỏi rõ ràng, tôi thấy rõ ràng thề. Tất cả những gì mình có thể để trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Bởi ai cũng sẽ muốn hướng đến cái điều tốt đẹp nhất với mình. Và khi cơ hội đến thì em chắc chắn em sẽ nắm lấy và em sẵn sàng thay đổi. Mấy ông cứ chê tôi phèn, mấy ông cứ bảo là nhìn như đồ. Nhưng mà cái tầm này, khoảng thời gian này mà tầm này ấy, là cái phong cách style như này là đỉnh. Đỉnh của chớp. Hey anh em ơi. Đấy. Em cảm ơn anh Kiên nhá. Ừ, cảm ơn anh Kiên vào livestream ủng hộ em nhá. Em cảm ơn anh Kiên. Hey as. Tuyệt vời. Đấy. Cho anh mẹ mà nhảy như thế này cơ mà anh em. Thời này là như thế này là quá đỉnh rồi bé ơi, quá đỉnh rồi. Ok. Mày buồn với mấy đội đi. Mà quỷ mà. Đấy, đây là cái cảnh mà bắt đầu thuyền ra đi về. Đi về nhá. Thôi ơi. Dỗ ông Tùng. Con mẹ thề tôi thấy quả video này của anh Quang tôi mới nhớ lại hồi nãy là hồi nãy lúc đi về là anh Ben ngồi ghế anh Khôi, còn tôi là ngồi sau anh Khôi một ghế. Thì tôi cũng lạc vào giấc ngủ, anh Ben cũng lạc vào giấc ngủ, cả xe lạc vào giấc ngủ. Nhưng mà má anh em tôi kiểu giống như là lạc vào một cái cánh đồng đang có một cái máy cặt đập liên hợp hay là máy xúc lúa gì á. Nó vậy nè. Má nó tôi tưởng tôi lạc vào đồng cỏ xanh không chứ. Quá không, không phải thầy. Lần này là anh Khôi. Lần này là anh Khôi anh em à. Có mà tôi tưởng nó ùi. Nhưng mà hôm nay mình đi chơi về mệt lắm hay sao, tự nhiên nằm mơ mình thấy mình đã lạc vào đồng cỏ xanh nhờ. Lạc vào cái cánh đồng rồi hay sao ấy. To vãi liền thầy, không hiểu luôn á. Thầy anh Khôi này, không anh Khôi là chừng nữa là đợi mọi người ngủ hết anh Khôi mới ngủ nha. Còn gì nữa ta? Còn hồi sáng là còn một cái câu chuyện mà, nhưng mà cái này lên vlog anh em sẽ xem vui hơn, tại vì có cái cảnh này trong vlog.
là đéo hiểu tại sao cái quần với cái áo của anh Khôi là nằm ở trên tầng 3, tầng 2 mà nó rơi xuống tầng 1 phòng của anh Tú. Đấy. Để cho anh em chưa hình dung được đâu, nhưng mà từng nữa đi, mai anh Độ đăng vlog lên cho anh em xem, anh em sẽ hình dung được. Cái quần anh em à, cái quần với cái áo của anh Khôi bay xuống phòng anh Tú không hiểu tại sao luôn. À ảo rồi đấy, chắc là tối má chắc là mò xuống gặp anh Tú hay sao ấy nhờ. Đấy, tối chắc là mò xuống gặp anh Tú hay sao ấy. Ngày trời, mai có vlog rồi. Tối nay là anh Độ vừa nghỉ, là anh Độ quay vlog mà anh em. Yên tâm, anh Độ chăm chỉ lắm. Nước có chưa vợ? Trời mưa nó không ship được hả? Bắt buộc phải ship. Ship nhanh. Áo của ai mà mặc bừa bãi vậy? Em nào? Còn em nữa là mấy ngày sắp tới là không ký vô cờ kết hôn bây giờ. Giờ có con vợ chồng rồi tôi phải kêu bằng chồng chứ bằng em là như nào ấy nhừ. Cái này nó nghe coi. À sao nãy nhớ bé Boy khóc mình nó bảo gì vậy? Ồ đi chơi uống chút xíu mình nhớ bé Boy khóc. Làm gì nhớ nữa? Có đâu, có khóc đâu. Rồi nhớ thằng nhỏ hay thằng lớn ai lo? Hả? Thằng lớn ngoài đây nhá, em biết là từ cái lúc mà em về tới bây giờ sáng sớm 6 7 giờ mới ngủ được. Ban đêm không thể nào anh ngủ được tại vì anh nhớ em. Thôi đi. Em có biết không? Bà chơi game bà la sùm nữa. Tào lao nữa. Anh bây giờ nhé, anh mà có lên giường anh không ngủ được thì bây giờ anh lên giường để làm gì? Thế tại sao anh không ngồi anh chơi game? Đúng không? Ủa bình thường em ở đây anh vẫn ngồi anh chơi game mà. Em biết cái tác hại của em lớn không? Từ khi mà em về tới bây giờ nha. Nhớ em da giết, nhớ em hai hiết luôn. Không biết rồi. Đâu em cười, cái giọng cười của em cười như thế nào. Quỷ cười chứ gì. Ủa nước nó chưa ship tới luôn hả? Sét đánh nó không ship. Ủa tự nhiên sét đánh cho nó không ship. À mưa lớn quá hả? Tao hủy đơn luôn rồi. Tuồn thấy ghê luôn, không biết đâu. Từ đây tới lúc mà muộn mà sờ chim mà phải có nước cho tôi. Đó, anh đó sét đánh. Cái lần anh bị sét đánh nhưng mà không chết mà. Có lần đầu tiên anh gặp em này. Nếu mà có ai xinh hơn em ấy, còn hai chúng ta thôi. Ngày mai ta xa nhau rồi. Mai mấy giờ bay đấy? 6 giờ đúng không? Ra sân bay mình chứ anh đâu có rảnh đâu, đưa em về. Được của nó đấy, đóng cửa lại đi. Chân mập chưa gì á anh em, chưa anh em ơi, chân mập vợ tôi chưa gì. Vợ tôi sáng nay 6 giờ mới gì trong Sài Gòn. Tận hưởng không khí trong Sài Gòn đi, chuẩn bị ra đây luôn rồi. Nhớ nhà không em? Ý là ví dụ mà sắp tới em ra đây ở luôn với anh thì em có nhớ nhà trong đấy không? Có. Có ở chổng luôn, đi ra đây làm gì? Tôi làm bá chủ trong cái ngôi nhà này. Bây giờ ra nè, vô cái mục ghi chú của điện thoại á, ghi vô cho anh nè, công việc sắp tới khi mà ra nhà ngoài đây nè. Nghe rõ chưa? Ghi nè, anh đọc nè. Rồi sắm cho anh là chén bát các thứ nè, dép đi trong nhà nè. Rồi gỗ đựng đồ dơ cái thứ luôn nè, ghi vô chưa? Cái gỗ, cái sọt á để mà đựng đồ dơ cái thứ đồ để gom đi giặt cho nó dễ. Ghi vô. Nhờn thật chứ. Nghe vô nha. Đó, mới mở nó. Rồi chén bát cái thứ rồi sao? Đập. À, nhá. Chén bát các thứ đồ, nề nếp, sống với nề nếp chứ. Sáng là anh là ngủ tới 10 giờ, của em mà 6 giờ sáng phải thức dậy lau nhà. Nghe rõ không? Em biết anh không dám ăn hiếp em mà em tự tin với mà. Tại vì anh thương em đúng không? Thôi đi bươi. Anh đâu có ai nỡ ăn hiếp người bình thường được đúng không anh em? Nhà có nóc mà, nhà có nóc nó phải vậy với anh em. Không, nhà có nóc không phải vậy với. Trời ơi, tuyệt vời. Thì lúc đó là gần 1-2 giờ đêm vậy đó. Em ngồi trong Discord thì anh Bino mới bảo là vào Discord. Anh Bino bảo là bồ ơi, anh có chuyện quan trọng muốn nói với mày. Là em lúc đó em chưa biết gì hết nha. Xong là em là có chuyện gì với anh. Xong là hai anh em ngồi xuống Discord nói chuyện. Bảo là bây giờ mày có muốn về team refund không? Ôi giời ơi, con mẹ mày nghe một cái là muốn tan nát trái tim vậy. Má mày nó sướng, buổi tối đó ngủ quá mày ơi. Má mày ghê luôn á. Nghe cái là mày bình thường mày có gọi là cái gì đâu mà mày này nó ghê luôn nè. Thề được luôn. Buổi tối đó ngủ được luôn. Nó không là em la thật hả anh giỡn với em hả? Trời ơi. Được về tim.
Đó, em tưởng là anh Albino, anh Bino là kiểu là chọc em không mà anh em hỏi lại lần nữa. Ủa vậy là team đang tuyển người hay là như thế nào? Cái anh Bino bảo là hiện tại thì team đủ rồi nhưng mà anh... À, thật ra thì chắc là chồng Kiên là hơi lúc đấy là cũng xem qua cái clip mà Evote Rambo 13 kêu. Thì chồng Kiên chắc là cũng cũng bình thường thôi. Cái thời điểm mà PUBG quá đỉnh. Đấy. Maki lên xe di chuyển và bây giờ tôi đảm bảo với anh em là chồng Kiên cũng xem qua clip này nên là chồng Kim thấy là cái lối bắn của tôi là hợp với team. Cái lối bắn của tôi là cái lối bắn là hy sinh về team. Đấy. Kiểu là anh em trong team muốn hợp anh em à, hợp. Hỏi mày là có muốn về team không? Là anh em gọi là bắn với nhau cho nó vui. Đấy. Xong là lúc đó là mà nhiều khi là vợ tôi biết tôi qua cái clip này cũng không chừng. Rồi. Má mà tầm này hơi bị đỉnh luôn á Trang Mập. Tầm này mà em gặp anh thử một cái thôi. Nếu lúc đấy anh từ chối. Lúc đó là anh đang tập trung cho sự nghiệp em hiểu không? Nhưng mà cái số hai đứa mình là đúng là số chân mình thiên tử nha. Gặp nhau đúng lúc, đúng thời cơ. Thời điểm mà nói. Đúng thời điểm là cái thời điểm mà lúc đấy là anh muốn là anh là một người đàn ông trưởng thành em hiểu không? Anh muốn là anh phải lập gia đình. Okay. Em hiểu không? Tại anh biết tại sao anh lập gia đình không? Tại vì anh yêu em. Cái gì mặt nó đỏ chứ kìa. Mặt đỏ gì vậy? Trời ơi mặt hơi đỏ nha. Tôi thấy mặt bà đỏ rồi đó. Tôi thấy mặt bà hơi đỏ rồi đó. Chị mới nói chuyện với anh Bino thôi. Mới nói chuyện với Bino thì em cũng bảo là cho em vài ngày để em suy nghĩ. Trong vòng 3 ngày em sẽ trả lời anh. Lúc đó chưa nói chuyện với anh Độ. Lúc đó em chưa nói chuyện với anh Độ. Lúc đó gọi là còn chưa có thân với anh Độ ấy. Em nói chuyện với anh Độ vẫn còn ngại ngại mà đến bây giờ. Yes, sure, bro. Bỏ qua đi mày.